video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ một điều mà mình nghĩ là đối với rất nhiều những bạn ở dưới Tasmania sẽ là một cái điều khá là hay, đó là viết một cái commitment letter như thế nào cho nó thuyết phục và cho nó ấn tượng. Thì đó là một cái câu chuyện mình nghĩ là cũng không nhiều người để ý. Peter sẽ dựa trên chính bản thân Peter và kinh nghiệm của các bạn đã viết commitment letter nộp cho bang và đã thành công như thế nào để mình chia sẻ cho các bạn nhé. Thì một cái commitment letter mình sẽ chia cụ thể làm 5 phần ha. Nó 5 phần thì đốt lố quá, đúng là 3 phần, tức là cũng có mở bài, thân bài và kết bài. Thì ở mở bài của cái phần commitment á, mình sẽ nói ngắn gọn thôi. Bản thân mình là ai? Mình bao nhiêu tuổi, và nếu như bạn có bất kỳ một người dependent hay là một người partner nào, vợ chồng con, thì bạn có thể liệt kê vào luôn. Mình lưu ý là mình tránh không có kể quá dài dòng sở thích hay là công việc nghề nghiệp bản thân một cách gọi là dài dòng văn tự các bạn nhé, chỉ nói đơn giản ngắn gọn thôi. Và sau đó là thân bài của Peter, thì Peter sẽ chia cái commitment letter của mình ra thành 3 phần. Thứ nhất là quá khứ, thứ hai là hiện tại, và thứ ba là tương lai. Và cái cuối cùng sẽ là cái conclusion. Thì ở cái thân bài á, cái quá khứ Peter sẽ nói về cái nơi Peter đã từng ở trước khi Peter đến với Tasmania. Nếu trong trường của Peter, Peter đã từng ở Melbourne 6-7 năm, Peter sẽ nói rõ luôn Peter sống ở Melbourne như thế nào, đã từng làm công việc gì ở Melbourne. Còn nếu như bạn ở Việt Nam qua, bạn cũng có thể nói thẳng là bạn đã từ Việt Nam qua. Nhưng mà cái điểm ở đây mình phải show cho người ta thấy được rằng là vì sao bạn chọn Tasmania. Bạn biết qua báo chí, qua bạn bè, qua người thân, hoặc là chính bản thân bạn đã từng tới Tasmania để xem và đã được thưởng thức cuộc sống ở đây, và bạn quyết định chọn này như thế nào. Đấy, chứ đừng có nói là vì tôi muốn xin PR cho nên tôi xuống Tasmania các bạn nha, cái đó rất là sai. Được chưa nào? Và sau đó bạn sẽ nói về cái present, đặc biệt thứ hai mình sẽ nói về hiện tại các bạn đang làm gì, bạn đang đi học, bạn đang đi làm, hay là cái cuộc sống của bạn ở đây các bạn cảm thấy như thế nào. Ví dụ như Peter đã chia sẻ là Peter cảm thấy rất phù hợp cuộc sống ở đây, rất là yên tĩnh, nó phù hợp cho chính mình và bản thân của người vợ của mình, và mình cảm thấy là đối với một người yêu thích thiên nhiên thì đây là một nơi rất là phù hợp và lý tưởng cho bản thân mình. Thì mình sẽ nói những cái điểm đấy, không tâng bốc quá nhiều, nhưng cũng có thể thấy cho người ta, show cho người ta thấy được rằng mình đã tìm hiểu được cái vùng Tasmania này như thế nào. Các bạn có thể để thêm một chút xíu hình ảnh đính kèm nếu các bạn có các bạn nhé, ví dụ những nơi các bạn đã đi qua, được chưa nào? Hoặc là một số những hoạt động xã hội mà các bạn đã tham gia để mà cho người ta thấy được rằng là bạn đã và đang tận hưởng cuộc sống đây, và bạn show cho người ta biết được rằng bạn phù hợp như thế nào. Đó, tốt nhất là các bạn đưa ra những cái thông tin cụ thể các bạn nhé, đừng nói chung chung không, mình đang sống ở đâu, làm việc nào, các hoạt động chúng ta sổ cho ai, mình nói một cách cụ thể ra. Rồi sau đó bạn nói đến cái tương lai, thì cái tương lai cũng là một cái mà mình nghĩ là rất là ít người ta bỏ vào trong cái commitment letter. Thì người ta không biết rằng là khi bạn xác định là bạn sống ở dưới Tasmania thì trong vòng 3 năm nữa hay 5 năm nữa bạn sẽ như thế nào. Thì đối với anh Peter, Peter cũng thấy là mình rất phù hợp cuộc sống ở đây, mình yêu thích công việc giảng dạy, thì mình có thể nói rằng mình sẽ tìm hiểu về cái cuộc sống ở dưới này một cách kỹ hơn, mình sẽ nghiên cứu về cái ngành giảng dạy của mình sẽ có thể đào sâu vào để mình có thể phát triển bản thân cũng như là thành lập một doanh nghiệp riêng nếu cần. Đấy, thì các bạn đã chia sẻ kỹ. Và một cái lời khuyên của Peter là các bạn khi nói, như Peter nói, đừng bao giờ nói chung chung, mình phải có cái độ cụ thể và chi tiết. Thì ngay bản thân Peter, khi Peter nghiên cứu, Peter nói với lại bên bộ di trú rằng là Peter thích cuộc sống ở đây và Peter muốn xác định là cuộc sống của Peter sẽ ở đây, thì Peter nói luôn là Peter đã nghĩ đến chuyện là mình có thể mua một căn nhà, và Peter ghi rất rõ là Peter đã tìm hiểu rất lâu ở khu vực Moona là nơi Peter ở, giá nhà bao nhiêu và Peter có thể afford được hay không. Đấy, những cái điều đó cho người ta thấy được rằng là mình hoàn toàn đã có một cái nghiên cứu về cái nơi mình sống và mình có một cái dự định nghiêm túc. Có rất là nhiều bạn viết những câu chung chung như mình sẽ thích cuộc sống ở đây, mình sẽ giúp cho cộng đồng nhiều hơn, mình sẽ làm việc nhiều hơn. Thì những cái nhiều hơn như vậy nó không mang một cái tính cụ thể nào cả, và nó sẽ khiến cho cái thứ bạn không có độ thuyết phục các bạn nhé. Và cái cuối cùng đó là cái gọi là cái kết bài. Có rất là nhiều người khi mà họ viết đến cái tương lai là họ là kết rồi, thì bản thân mình tự nghĩ là như vậy cũng không nên. Mình có một cái đoạn kết bài ngắn thôi để mà nói được rằng là mình rất là hy vọng có được cái sự chấp thuận của bên bộ di trú để mà có thể mình cho mình được cái visa để mình ở lại. Mình sẽ tránh không ghi những câu như please help me hay là please give me the visa, những cái câu như vậy nghe rất là kỳ. Mình phải nói cho thấy được rằng là mình hoàn toàn có đủ những điều kiện xin ở lại ha. Trong cái kết bài sau đó là mình đã đi học đầy đủ, mình đã có bằng tiếng Anh để hòa nhập cuộc sống ở đây, mình đã có những hoạt động xã hội, mình đã đi du lịch ở đây đủ nhiều, mình đã nghiên cứu đủ thấu, cũng như là mình đã hòa nhập đủ để mà mình có thể xác định là đây sẽ là cái nơi của mình muốn và mình cống hiến
tiếp. Và cái cuối cùng là mình sẽ nói là mình rất là đề cao cái sự chấp thuận của phía bộ di trú nếu họ có thể cho mình được một cái cơ hội ở lại, vì mình sẽ xây dựng cuộc sống mình trong tương lai ở đây. Thì đó là mình nghĩ là một cái rất là hay trong cái việc mà các bạn viết cái commitment letter các bạn nhé. Mình không biết rằng cái tiêu chí này nó có thể giúp cho tất cả các bạn ở tất cả các bang hay không, nhưng mình nghĩ rằng đối với Tasmania đây sẽ là một nơi mà đây sẽ là một cái tips mà các bạn có thể apply vào trong cái việc mà các bạn viết cái commitment letter của các bạn nhé. Ok, vậy thì chúc tất cả các bạn có một ngày vui vẻ, và nhớ theo dõi kênh của Peter. Nếu các bạn thấy hay thì cho Peter một like, subscribe và share các bạn nhé. Mình sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.